con trai cầm tiền đi mua bia cho bố cái. Wow. Dạ vâng ạ. Bia Hà Nội hay là Sài Gòn bố? Hà Nội đi. Thế bia chai bia lon à? Bia chai chứ. Thế 450 hay là 1 lít ạ? Ờ hay cái thằng này. Mày mua nước lọc cho tao cũng được. Nước khoáng hay tinh khiết ạ? Nước khoáng. Thế khoáng mặn hay khoáng ngọt ạ? Tao lấy chổi tao đập chết cha mày bây giờ. Chổi dài hay chổi ngắn ạ? Cái thằng súc vật này nữa. Thế bò hay lợn? Mày cút khỏi đây ngay. Bây giờ thì ngày mai. Ngay bây giờ. Thế bố có từ con không ạ? Tao giết mày. Bằng súng hay bằng dao ạ? Bằng súng. Bắn bỏ mẹ bây giờ. Thì bắn vào bụng hay vào đầu ạ? Đồ sâu bọ. Run hay dế? Mẹ mày. Headshot. Jesus Christ, it's great. Mày không hớt được bao con trai, tôi bi không tình yêu.